Đây là Long Đoàn Tự, Phật lịch là 2504. Đây có một cái tháp mà bằng gỗ, người ta để mấy cái cây đèn lên đây, đèn dầu. Đây có cái chuông đồng, đồng đèn các bạn. Đây có cái chuông này. Chuông này rất là lâu, chạm khắc những cái hoa văn. Người ta móc lại rồi, chứ không là để du khách người ta cứ tùy tiện vọng chuông. Có cây bồ đề đẹp không ha, bảo tượng tổ sư khai sơn đệ tử tổ đình Long Đoàn. Sao người ta không có tô màu nữa ha. Đây là cái bức tượng bảo tổ sư khai sơn thông ân hữu đức. Bên kia mát ha, có bộ ghế à. Qua đó ngồi một tí đi. Lan hổ bì nè, ta lấy, ta gắn lại một chùm cái này, một chùm một tốt ghê. Lan nè các bạn, đang rừng nè. Này là loại này hay nè, đẹp nè, một trong những cái loại cắm cừu sao nè. Chơi lá đẹp, ngọc điểm. Sao để tự nhiên mà tốt vậy ha. Cái giọng cái dáng này nè, muốn nghỉ ngơi rồi nghỉ. Rửa mặt luôn nè, trời ơi. Lan rừng đẹp không? Này này nở bông nè, trời ơi. Đã chưa?
Rộng chứ. Này cái mộ. Ngọc điểm rồi tam bảo sắc nè, tốt. Đúng là trồng ở trên cái khí hậu rừng thiên nhiên, nó có thiên nhiên vô là thấy nó khác biệt liền. Khí hậu này ở trên rừng núi. Chỗ bông. Cái đó chưa chắc là cái đầu nó đỏ mà do cái cổ nó đỏ. Thank you.